Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Poop in the Hoop Tycoon. Cũng xịn trong cái mui xe. Thực ra thì tại sao tôi chưa hình dung là cái con game này nó lại nói tới cái vấn đề gì mà liên quan tới cái cục cước đó nữa thì được thiệt đó chứ. Ok thì thôi vô thử nha mọi người. Nobody Hood nè. Ủa hút là cái gì? À siêu xe hả? Tiếng của Bugatti. Ghê vậy? You're broke. What color is your Bugatti? Cái màu yêu thích nhất của Bugatti là một của mày là màu gì? Rồi sao lại có nhạc nữa? Imagine not having a Bugatti. Hãy tưởng tượng nếu như mà mày không có Bugatti. If I sold poop. Gì? Mày có thể kiếm tiền nhiều hơn tao nếu như mà lộn tôi có thể kiếm tiền nhiều hơn mày nếu như mà tôi bán cước. Nani? Con game này tôi thấy nó hơi có mùi rồi đó mọi người. Poop dealer nữa chứ, phải kênh nồi nhà phân phối kit làm cái gì? Ba game gì đây? Ủa đôi. À, cái này là đang làm gì ta? Ủa này đang làm gì? Ủa? Ở đây. Kit nè. Ở đây. À kit dưới này nữa hả? Đơ, làm gì đây? Gì? Thuê bạn để ỉ hả? What the hell? Poop này có thể gọi là ỉ á mọi người. Ỉ á, đại tiện ấy. Ỉ. Là nó đang ngồi ỉ. Ôi! À đứng gần cái bóng banh luôn cái này luôn á chứ thiệt á chứ. Con game nó bẩn dễ sợ luôn. Gớm thiệt sự luôn. Méo hiểu tại sao tôi vẫn chơi được. Lỗi ở đây đúng không? Ở đó nó vui cái trò. Ồ xấu tiền hả? Ủa ít thế. Để coi thử coi. Kể nó nạp đầu đại luôn đi. Nhưng hai cũng đâu có ảnh hưởng tới ai đâu. Nó sợ đúng không? Giật liền bệnh gì cứ. Tâm lý bệnh gì cứ nhận vô. Cái này cô không biết là khi cô mua cái này hồi nãy là 6 đúng không? Giờ nếu như mà nhân lên mà nó đã được 14 là hiểu là nó đang có nhân 2 lên. Và mua cái này nó có upgrade lên. Nhiều cây 16 hả? Wow. Lên kiếp đây. Lên kiếp đây. Ok được. Bán trội bán xịt. Kiếm tiền mua Bugatti. Mua siêu xe. Bán xịt mua siêu xe. Ok được. Hả? Một vài cái cục kit đã bị rớt ra ngoài vì cái túi nó quá đầy. À ok man. Vậy chứng tỏ là mình cũng không được biết vậy là cô nên upgrade cái này mới đúng chứ nhờ. Tôi nghĩ là cô nên upgrade cái túi. Có nghĩa là mình chỉ lấy đủ xài thôi, mình cũng không được lấy dư. Ok luôn. Color order chapter 3, ok luôn. Có rồi hả? Rồi, để cái đây nó cực tử. Đây, giờ cô sẽ mua cái này. Tôi sẽ hết tiền luôn. Nhưng lên được 5 thì cô sẽ bỏ cái này vô. Ok man. Rồi đó nó mua cái này về làm gì con? Mua kit này về nó làm cái gì nhỉ? Tôi cũng chưa hình dung là nó mua về để làm cái gì mà nó vui dữ ta. Thiệt á chứ. Lắm. Đủ rồi. Từ từ đi. Từ từ chúng ta cũng sẽ giàu thôi. Tôi chưa thấy ngoài đời mà có ai mà bán được kit mà mua được cái chiếc Bugatti siêu xe Bugatti nó hơi bị kinh đấy nè. Mua một chiếc Bugatti nè. 1 triệu đô là tôi sẽ mua được. 66 rồi đúng không? Đủ tiền chưa? Bên này là full max rồi. Max rồi nè. Để có được nhiêu tiền? 26 tiền luôn, ngon. Ok, tôi sẽ mua thêm bên này. Upgrade luôn. Ôi, phải upgrade thôi mọi người ơi. Phải upgrade thôi, không upgrade là không được. Phải upgrade. Cái gì đấy mày? Đi ỉ mà mày. Mày còn nằm nó chán mày thật sự luôn ý. Thuê mày làm cái gì mà mày đi ỉ mà mày còn nằm đứa. Chán thật sự luôn. Thời nãy giờ cô đợi hoài không thấy cái cục nào hết trơn. Giờ mới thấy nó xuống cục nè. Tức không chứ. À tôi biết rồi, mấy thằng kia mua về chắc làm phân bón mọi người. Mua về chắc làm phân bón đi chứ có gì đâu. Tôi mới vừa kiếm đủ tiền để mua được cái Poop Enhancer. Tôi cũng chưa hình dung được cái cục này. Cái này để làm cái gì luôn ấy. Giờ mua thử mới biết được trong này nó tính nó, cái này nó sẽ làm cái gì đây. Dính cái cục dưới bây giờ. Trời ơi, thiệt có chứ.
mày lại xỉu. Hay quá, hai thằng nó xỉu cùng lúc. Hên thực sự hai thằng nó xỉu cùng lúc. Chứ không là tôi hơi mệt rồi. Chết rồi, nó làm nhiều quá rồi mọi người ơi. Bây giờ biết sao đây? Giờ không có đủ để bán mới tức chứ. Tôi nghĩ là chắc bây giờ là tôi phải upgrade thêm cái này. Rồi sau đó tôi mới mua thêm cái bút đi là... cái bút đi là tiếp theo mới được. Để coi giờ bán được nhiều tiền ta. Thôi, đợi ra cái 10 cái lần mà tôi xài không hết thì nó cũng hơi hao đi. Thầy. Ok, còn có 1 cái thôi, bỏ vô luôn đi. Bán được nhiều kỳ? 192 rồi. Ủa giờ hồi nãy là về cơ bản là tôi bán được nhiều kỳ bình thường, mà tôi sẽ bán được tầm chừng 26 đúng không? Để coi đã bán được nhiều kỳ đây. 26, ủa cũng vẫn là 26 mà, có khác nhau gì đâu ta. Ủa nó khác nhau cái gì nhờ? Tôi cũng không hình dung là nó sẽ khác nhau cái phần, nó sẽ khác về cái phần gì luôn ấy. Nó cộng thêm 10% mà có khác cái gì đâu. À, thật ra thì 26 đô thực ra 10% thì nó không có trên bao nhiêu hết. Có nghĩa là 10% của 26 thì thực sự ra là nó không bao nhiêu hết. Chán vậy coi. Tôi cử nó cộng được nhiều lắm chứ, hóa ra nó cộng hơi bèo. Thầy, ủa giờ thằng này có đi không vậy? Là mày đang ngồi chưa? À ngồi rồi, trời ơi, hồi nãy tôi mới thấy nó đứng xong giờ tôi mới thấy nó ngồi. What the hell? Ok, đủ kỳ rồi, tôi sẽ lên tôi mua cái tiếp theo thôi. Bỏ vô. Búp điêu liền. Này là phải upgrade liền nha mọi người. 53 kìa, không không đủ tiền luôn ấy. Buồn thật sự. Ok, tiếp. Giờ tôi chắc là tôi sẽ mua thêm cái hai frank poop đi. Chứ như đây tôi nghĩ là không đủ rồi. Giờ ở này nó không cục kiếp không có đủ để cung rồi. À để để cung rồi. Đấy. Cung là không đủ rồi. Upgrade cái này cái từ để coi được bao nhiêu nữa. Upgrade luôn. Tiếp luôn. Trời, tôi thuê được ai mà cố nguyên cái logo của tôi luôn nè. Ui, hay vậy ta. Bước tiếp theo là 330 ngàn nha mọi người. Wow. Rồi sau đó còn mở rộng cái hẻm này ra đó chứ. Sao đâu ra mà lắm gì. Level 4 rồi. Tiếp theo level 5 là bao nhiêu? 100 tiền. Trời, không đủ tiền rồi má ơi. Để xuống coi thử coi. Hàng này làm ăn tốt không á chứ. Quan trọng hàng này năm làm ăn không tốt thì cũng như không. Để đó nó xỉn nó kìa chứ. Nó xỉn rồi. Trời ơi, nó đứng gần nghe cái mùi gớm chịu không nổi luôn ấy. Thời. Mà con em này nó cũng dở ha. Đấy. Nó xỉu kìa. Mày xỉu hả con? Mày xỉu hả bưởi? Ok, tôi thuê thêm một thằng nữa. Ui, tiếp theo là 220 ngàn. Khiếp vậy trời. Cái gì vậy? Cái thằng nào mà nó đánh rắm một phát muốn rung. Muốn rung cái trời ơi. Muốn rung cái cổng này luôn ấy chứ. Thật sự gớm quá. Mua. Ok. Ê, cái hẻm tôi là bây giờ cái là hẻm bán shit nhiều nhất cái khu này. Hiện tại giờ có ai bán shit nhiều nhất tôi không? Không, mà không ai bán shit nhiều nhất tôi cả. Có thể hôm nay tôi sẽ không mua, nhưng mà một vài năm sau tôi đủ 1 triệu đô tôi mua làm sao, đúng không? Tôi chỉ bán tầm chừng khoảng 100 ngàn cái cục kích thôi là tôi đã đủ tiền mua được một cái con xe Bukati rồi. Đừng đùa. Bán được 1 triệu con là đủ tiền để mua được một cái Bukati rồi. 12 cục lận. Dữ vậy. Nhiều quá. Vô. Đủ tiền là chắc là tôi sẽ mua thêm cục này đi. Tôi sẽ mua thêm đi rồi tôi sẽ upgrade cái này sau cũng được. Tại vì đằng nào dưới kia cũng chỉ có 3 thằng. Có 3 thằng ị thôi chứ cũng đâu có nhiều đâu. Đấy, mua luôn. Upgrade được bao nhiêu? Hả? Upgrade? Mặt dữ vậy? 114 luôn hả? Đùa. Giỡn mặt hả trời? Nãy giờ là tôi ở dưới này là tôi nghe mấy cái tiếng này là tôi trầm cảm luôn mọi người. Cái gì? Đây, phải nổi da gà luôn ấy. Gớm thật sự luôn. Tôi chưa thấy con game nào nó bắn như con game này. Tôi không hiểu luôn. Tôi không hiểu tại sao tôi chơi được cái con game này luôn. Nó nổi hết da gà cho dịch lên luôn nè. Thời. Ok, tôi mới bảo là cái gì. Hả, cái gì đây? Tại sao lại có cái hot dog? Cái chỗ này là sao? Hot dog làm cực cức à. Ôi. Tại sao mà nó thấm. Nó khấm thế. Nó không hiểu luôn. Gì Frog Apply là con ếch của cuộc sống là sao? Cái gì kỳ á? Ui mẹ gớm quá.
Nổi hết da gà da vịt rồi. Nổi hết da gà da vịt lên rồi. Ô nghe xong muốn thúi banh mũi luôn, có thề gốm thật sự. Phải chạy liền luôn ý. Ok, hỏi vô. Cô không hiểu sao thằng này nó lấy cái nó bán được cũng lại ấy. Cái cái bắn hot dog là sao không hình dung được luôn. Có mày bán được nhiêu tiền? Ô 42 tiền. Ôi tiền nhiều nha, tiền nhiều, bán này được tiền nhiều nè, được duyệt. Thế là có thêm được trang trại. Con thằng nó xỉu rồi, what the hell. Này thì xỉu, ai cho mày xỉu? Lên được 21 rồi. 21 thì bỏ vô nó chắc. Chán thiệt chứ. Mà nó bán hot dog mà nó bán bằng chết là sao ta? Thật sự ra là cô cũng chưa có hình dung được. Ê, chắc là cô sẽ mua thêm cô sẽ upgrade thêm cái này đi, cho nó nhiều tiền tí mọi người ơi. Cái tiếp theo có 900 tiền là 200. Max luôn rồi. Ô max level luôn rồi. Ngon. Max level rồi. 6 năm rồi, xuống lấy thêm thôi. Rồi, đất ơi nó xỉn tập thể rồi, có cất không chứ? Đứng dậy. Nó trả tiền đàng hoàng mà. Nó mua của mày mà, chứ đâu phải là cái gì đâu mà sao của mày lại ngủ chán thiệt chứ. Có bán được nhiêu tiền? Bán cục xịt ở đây, cục xịt mà giả dạng hot dog nè, coi thử bán như 56 tiền luôn. Wow. Cộng thêm nhân 2 đấy, chứ còn không không biết sao luôn. Ước mơ sắp mua được cái Bukkake cũng sắp đến rồi mọi người. Chúng ta chỉ còn khoảng tầm chừng 950 triệu, 900... Từ nha, 999.000 500 tiền. Tỉnh cho cố vô đó còn cạch đóng. Nhiều quá đi. Full score rate hả? Ủa sao lại là full mà là phải là thiếu chứ, cả sao lại là full nhỉ? Đã hiểu luôn. Để coi đủ nhiêu rồi. Xuống lấy lượt luôn mọi người ơi. Chắc nhiêu đây là được rồi. Đấy, 8 cái. Ok, đủ rồi. Cứ lên canh lấy dần dần thôi chứ biết sao giờ. Giờ bây giờ cũng nó nhiều lắm. Đấy, 900 là mua thêm được thằng này nữa à, thấy chưa? Tiếp theo 2k. Mày bị điên rồi, 2k là mày bị điên rồi, 2k là mày bị điên rồi. Trời ơi. Ồ, cô leo lên được trên này luôn. Ồ, kinh vậy. Ồ. Hay vậy ta. Ồ, tính ra là cô có thể leo lên được mấy cái thứ này luôn nè. Ồ. Ghê đấy. Qua đây được không? Ồ, qua được luôn. Ôi. Ôi. Ôi, chắc mấy thằng nhà phát triển đấy không lường ra được điều này. Ô, cô có thể đi ra đằng sau cái coi được luôn kìa. Ui, từ nha, cô đi ra đằng sau cái coi thử nha. Để coi nó mở rộng được cái tới khúc nào. Ui, nó mở ra được khúc bên này luôn. Một cái gì đây? Búp gì nè. Ui, ngon đi. Ra đây luôn. Ui, cái này là gì? Đây là bán. À, cái này là cái cửa hàng luôn mọi người. Đây cửa hàng đây nè, cửa hàng. Đây là cái thành phố cuối cùng. Trời, thành phố cuối cùng mà nó sang trọng luôn không? Nó cửa hàng của nó nhìn nó sang trọng hơn nhiều luôn. Oh. What? Giờ sao về nhà? À đây có cái nút này để về. Rồi phun ra, xuống. 25 cái, nhiều dữ cả. Ok. Rồi, upgrade luôn. Bây giờ phải upgrade mấy cái thằng này lên thì mình mới có tiền được. Rồi, hết tiền. Được, level bao nhiêu rồi? Level 3 rồi. Ê, trời ơi. Vậy là tính ra càng về sau là cái chung là cái hẻm của tôi nó càng ghê gớm. Nó bán kíp mà nó bán tới cái cửa hàng luôn. Wow, không tưởng tượng nổi luôn. Không tưởng tượng được luôn ấy. Thầy. Ok, tôi sẽ upgrade cái này luôn cho nó đầy đủ luôn đi. Chứ giờ mua Bukkake cho mày thì nó giấc mơ xa vời quá. Ôi, rồi ok, chắc cô sử dụng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên follow cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.